Xin chào quý ông bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Thì hôm nay là anh Minh sẽ cúng cơm ha. Thì ngày hôm qua là do anh lên mà anh không có biết, thì phải đặt trước một ngày thì người ta mới nấu được cô chú anh chị. Đó, thì do lẩu phải đi chợ rồi nên là hôm qua là phải hai bàn cúng, mà hôm nay thì cho anh đó anh luôn là cần với em à. Thì hôm nay là chỉ có một mình anh Minh cúng, thì bữa nào anh không cúng thì 15 mét sẽ cúng cho khán giả của 15 mét ha. Đó, cô chú anh chị. Hai bậc canh khủng khiếp luôn. Bữa nay là cô nấu luôn hả? Ờ, không. Nên cháu, hai cô cháu. Mẹ cô hả? Mẹ này nè. Mẹ kiếm cô mặn quá vậy. Trái chứ. Trái hả? Trái. Ở vậy này nãy mình đi. Hôm nay là trái của mẹ. Nó lấy cái trà mặn. Trái hai hai bậc canh ông Minh. Dạ. Chào cô. Cô của nhà ăn, cô chú anh chị. Chào cô nha. Đó, bữa nay là chị Hoa sẽ hỗ trợ anh Minh rồi ha. Với ekip mình sẽ hỗ trợ, ekip thì cũng khoáng ít cô chú anh chị. Do là hai chị Đồng Nai thì hôm nay là cũng đang có việc gia đình. Gì à? Sao vậy? Sao phải xịt? Một cái hộp mini dữ à? Ừ. Hộp mini hả? Đây là cúng cơm trưa cho chú ha. Ra đây em cầm cho, anh có đang xịt. Không biết này anh khỏe chưa ha, chắc cũng đỡ rồi đó, hôm bữa gọi thì thấy cũng ổn. Bên mình bên Việt Nam mà sao mình chẳng chứ không phải bên Mỹ được, thôi vô nhà anh gửi dùm YouTube gửi không. Nhưng mà em gửi qua chị điện bình thường, mình chỉ của mình điện được thôi, nhưng mà chị điện mà em thường. Biết là có gửi qua chị có nhận được không thôi. Mình gửi qua bên Mỹ cũng được đó em, nhưng mà giá của nó cao lắm á. Không biết là chị có điện lý này nè. Cái chị nói có thằng võ không mà anh gửi qua cho chị điện chị hôm mà. Trước rồi chị gửi cho anh thằng võ 3 triệu đúng không? Thì sáng chị gọi đó, tại nãy mới kêu anh gửi gì vô qua cho chị giùm đó. Cái chị đó đây là mâm cơm của chị Điền Lý nè. Chị mà gửi 3 triệu cho anh thằng võ. Sáng chị xin số điện thoại thằng võ, không biết nãy giờ chị có gọi không. Cô nấu nhìn thấy ngon quá ha, canh chua đồ. Hôm qua là cũng cô nấu. Cô nấu rồi đó. Không biết là cô bữa nay cô có lỗ không? Hôm qua nghe nói là cô lỗ đúng không? Cô lỗ chưa mà. Cô nhà hàng mới à? Cô mua trái cây nhiều quá. Cái cây thì nó mát không biết rồi. Đêm nhập rồi. Vậy gì chưa? Vậy là hôm qua là cô lỗ tiền trái cây. Bữa nay chắc cô cũng lỗ đúng mà cô chưa nói đó. Không chắc. Cô rút kinh nghiệm mà. Tại cái chủ quán kia giờ nghỉ rồi. Anh về quê hả? Không, anh về quê ở Bình Dương. Anh về quê ở Bình Dương. Anh về dưới thị trắng, dưới thị xã chứ. Thời cái đó hồi đầy đó anh. Hồi đầy. Cái này hai mà bưng lên là phải khéo. Khéo. Bưng khéo nhẹ nhàng nín thở nha. Cúng cơm hoành tráng cho chú quá ha. Mất nữa nè. Bên đây là chị Hoa đang hỗ trợ về phần nước cho chú anh chị. Ủa mất hả mắm? Mắm ăn nội ơi. Tự mất tết. Mắm thái chai đó. Cái lò ngon của mình vui hai lon mình chia đều đi chứ tức vui hết rồi nó đổ không có nắp tới đó. Thôi mà đem lên là mình vui. Đem lên rồi chế tẩy cái lon không có nắp. Rồi đem lên trên. Thì đem lên trên cái mình thấy vui ra.
nó sao được không? Nó sao đi. Rồi cái đầu canh nó ai chút chạy nhắc em đó. Chủ. Chút xíu rồi em chưa tí nó thiền thiền rồi. Nó ra để đổ để bên phải ải nha. Tí thì mua đậu. Không chịu á. Của sao? Nào, nó hơi hai lần nó lên luôn á. Không bao giờ sai lực nha. Đúng lực luôn hả nó? Đúng rồi, anh để là đúng lực á. Đúng lực tay nào ăn không được. Cái giả nói là cậu ăn tay mặt mà để đũa bên trái cậu ăn không được. Ai thắc mắc thì bỏ máy xuống vô chỉnh lại ha. Mà bình bông rồi cám hả? Người ta nói vậy đó, vậy nói lại thôi chúng mình thắc mắc. Cậu này là mình không dám ý kiến với cò nữa. Ý đây là anh em mình hỗ trợ nha thôi chứ đâu ai dám ý kiến gì. Để cho anh ginh đâu canh nó được. Để. Hai người ginh canh, hai người ginh canh nó được. Để em ginh cho. Để hai anh em. Rồi giờ em đang tranh giành. Tranh giành. Ta là kiên là ta biết muốn cầm sở hữu nè. Rồi. Rồi đóng bếm. Đó. Cái này căng thẳng mới được. Chuẩn bị lên lên giống nha, chuẩn bị lên. Em ấy nhiều rồi. Nhẹ tay nha, nhẹ giò nha. Ê rồi, cứ nhiễu đụng miếng rồi đó. Đụng miếng hả? Cái này giống khiên ấy quá hả? Khiên ấy là khiên gì? Cái con này cũng làm nhiều quá ha. Mốt câu khi tôi phải đông canh. Canh là phải đông rồi. Đi rồi, mình thở luôn ở đây. Nhẹ thôi nha, đi thở bình thường đi, thở đều đi, nó không có đổ. Thở đều đi ha. Thở đều đi. Thở xong rồi mình thở xong rồi. Hay anh đi giống người đàn bà mới chạy. Hai người đàn bà mới đẻ hả? Nó nói vậy nè, đúng thôi vậy, chứ nó không có sợ vậy đó. Đúng rồi, nhớ cô đó nha. Kìa chưa? Cô chi điệu đi, khui hồi nó đổ, không có nắp đậy. Ơi cái bình bông nó. Cái bình bông nó hơi nó rung rinh quá ha. Đúng rồi anh Minh, cái khui hết đi cũng đúng mà. Kiểu như lợi nhà mà giờ khui mọi người mà khui có 5 lon á, ta ngại. Ta kêu uống cho lại. Không có ý kiến gì đâu. Tại này mình khui để cúng anh. Ý kiến thì bác bỏ. Ý kiến của anh là bác được bỏ chấp rồi. Nhận rồi. Đúng rồi là ta phải có cái lon này mới đẹp nè. Tại nhiên cái đèn của lon nó mất tiêu rồi. Lon nào? Lon anh chế một mình một lon anh chế mấy ly luôn rồi. Mới có sức để về bảo vệ chị Hồng Loan. Anh lắc đầu nữa rồi. Thua. Thua. Ai cũng thua nó vàng luôn rồi. Nghĩ sao ta lon đang đẹp chế rồi đem bắt ly vậy. Rồi mới hớt qua anh mình. Hải. Chuẩn bị hải vô xoài nè. Đi làm về tối hớt luôn á. À. À, đây cũng cơm của chú anh chị, bữa nay là cơm có Duy Minh, Điền Lý của chú anh chị. Đó, rồi, cảm ơn chị Điền Lý rất là nhiều nha, chúc chị và nhiều sức khỏe nha chị. Đó, thì luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Và bây giờ là Tiên xin kết thúc cái video ở đây. Chúc cô chú anh chị được xem kênh, có một ngày tốt lành ha.